we sail a little bit higher. Ai còn vé, cổi ơi cổi, tăng cường cho chị Thảo, kệ lẻ làng đi. Siêu nhân đỏ, siêu nhân cao. Rồi, đêm nay quá trời rồi. Nó chạy cho bánh vé rồi chị. Đêm nay sẽ có hai vòng đội đặc biệt. Vòng đội này là vòng đội đầu tiên. Khán giả mình lưu ý dùm xa, dùm em. Một số khán giả mình đứng sau, không biết. Khán giả ơi, giờ những tờ lá vé giờ rồi đã đừng vứt bỏ. Giữ lại, mình lấy cục phấn hay là cây viết. Mình ghi rõ họ và tên. Cuối chương trình sẽ có nhân viên chúng em đi thu gom những chiếc vé đó bỏ vào thùng. Vé bên đây chị Thanh ơi, chị Thanh, vé bên đây chị Thanh ơi. Rồi còn ai mua vé nào không các giờ ơi? Một lần nữa đưa tay cao lên đi ạ. Một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 trong buổi tối hôm nay. Vòng loại đầu tiên của vòng loại đặc biệt. Và còn là một vòng loại nữa thôi nha các giờ ơi. Rồi còn ai nữa không ạ? Các giờ ơi, đây nè, đây nè. Quả ơi, quả, quả, quả. Cầu ơi, lấy giấy của cầu qua đây bán nè. Và vòng loại này là vòng loại đặc biệt, cho nên là vé đặc biệt là vé màu hồng lớn đó quý vị nha. À, để trúng thưởng thì quý vị hãy dò vé màu hồng lớn, vé màu vàng quý vị xếp cất bỏ túi đi. Cuối chương trình chúng ta sẽ có cơ hội nhận qua tặng phẩm là hai con gấu lớn. Những cái vé mà quý vị không có may mắn trúng lô tô đó quý vị lần bằng sao lại ghi họ và tên kèm theo số điện thoại của mình. Gầu cầu thuế 500 phía nay và kèm theo số điện thoại của mình chút xíu nữa. Bụng đoàn gần gần áp chót đó. Trai xinh gái đẹp lùa xuống dưới làm gì quý vị gom lại cho quý vị để bốc thăm trúng thưởng cho những vị khách ở đến cuối chương trình nha. Rồi em nhắc lại, chỉ có những vị khách ở đến cuối chương trình thì sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và có thể dò dòng loại đặc biệt nữa và dòng loại vé tặng đó quý vị. Rồi ngay bây giờ dòng loại này à, còn vài vé chót từ Nguyễn Tài. Dạ Nguyễn Tài có mấy vé cưng ơi, còn 100 vé quý vị. Rồi bán tới Tết luôn. Rồi rồi quý vị, hương quả, hương quả còn hai vé chót rất quyết tâm, quyết tâm bán ế quý vị nha. Rồi nghe quẹo nghe quả ơi, Mỹ gì ra số gì ra, Mỹ gì ra, Mỹ gì ra, trở lại đây vô vô. Gốc cây, gốc cây. Quả ơi, gốc cây nguyên hương nè quả. Hay gốc cây à, hay gốc cây à. Quả ơi, còn vé không cưng ơi. Hết vé luôn hay quá. Nhỏ xấu xấu bán lẹ lẹ. Mấy gì ra, mấy gì ra, xú gì ra, mấy gì ra. Người đẹp thể hình trong hoa hết chứ cưng ơi. Hết luôn rồi vậy, giờ hay quá. Nguyễn Tài còn đóng luôn. Rồi để chạy ra câu thị nghe bán đi cưng. Mấy gì ra, đừng có cầm nó mối hiểm ra hiểu lầm nha. Mấy gì ra xu gì ra. Phi Thanh Nhân còn cưng. Công nhận Phi Thanh Nhân bữa nay được cái hơi nách mà bán ý nữa. Trời ơi hay quá mời. Mấy gì ra xu gì đây. Vé hả chị? Vé với vé rồi chào cẩm nhung ơi. Nhung ơi, nhung 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 nhung. Đem con cổ quẹo đây nè. Đó. Quý vị thấy không? Đây một đây những nhan sắc của đoàn em là con cổ. Người đẹp không có mông và cũng không có cổ gì nha. Mấy gì ra hey. Mấy gì ra xu gì ra. Mấy gì ra trở lại đây. Trở lại đây mà nghe kêu con mi. Gì ra mi gì ra. Bốn gì ra bốn gì ra bốn gì ra. Một trái tim cô. Một trái tim anh kỳ. Trái tim đã nhiều lần. Nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời em vẫn mãi là người đơn sao. Nên đành ôm trọn một mối tình cao. 45 dòng đặc biệt có vé màu hồng. 45 nhớ dò màu hồng dò màu vàng là không có chúng mà số mà là mà chúng gió. Dò màu hồng mới dò màu hồng 45 vô. 45 số đầu tiên tôi đã có mấy ai đưa ai số từ ra. Ở đây cầu 200 đúng không? Cầu đúng rồi. Tôi thấy 200 người ta kìa cầu ơi. 45 số ra con mây. Ba chị ra ba chị đây. Chiều nay ra bờ sông Giang. Thấy con tuồng chuồng bay về. Tuồng tuồng mang tình bao. Đêm nay có người lấy chồng. Đêm nay có người giếng thầm. 35 kiếp 35 ba đuổi tay ba nhìn ra dần thì dần mà tướng thì tướng nghe dần thì dần mà tướng chẳng ai đủ hướng anh sai đường em không chịu nổi anh ơi anh xin anh đừng mà sẵn vụ.
về chín sáu xứ lý chung ở tầng này 19 mấy gì đi năm gì đi con năm gì ra em ơi chị em Tài ơi, chiều mẹ gọi điện thoại lên mẹ nói biết giả gái rồi đó, mày liệu hồn đó. Mẹ nói mẹ cho. Cho gì cho? Nhà có thằng trai một mà cho giả gái liêu liêu. Mẹ cho chứ ba thiệt không? Ba cũng không nói gì luôn. Nè, đừng có xạo. Con trai trưởng trong nhà nghe chưa? Đừng có làm cái thói đó nghe chưa? Ừ, trai ra trai, gái ra gái. Không những là trưởng mà là một nữa. Con mình đó là con trai và nhà đó của mình đó là con đó. Ghê. Nè, sẵn trên sóng nói luôn nè. Tao bây giờ. Tài ơi. Đừng có giả gái con. Về đi, mẹ cho con một cái phô chờ tập game nè, xì ba nè, tập vũ đạo nữa con, chịu không? Thôi con chịu mấy đó rồi, con muốn đi hát lô tô à? Ngọc Thanh nhẹ. Con muốn bán vé lô tô. Một tẩu cha mày, cái phô chờ đó, mày không thích. Mẹ thích đi bán vé suốt đời hả? Dạ. Mẹ cũng là con bán vé nè con. Dò số tiếp. Em ơi tháng bài mưa ngâu có cầu, ô thước trên dãy ngân hà trước nữ hội ngộ ngô lan sau một năm dài. Giấc mộng khóc thẳng dài gây cảnh đắng cay. Đi giờ đây anh sống kiếp đơn tôi, biết về đâu khi đường tương lai mình mờ tâm tối. Mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mí của anh rồi. Năm mốt ơi, năm mươi mốt còn năm mươi một. Năm mươi mốt còn năm mươi một. Năm mươi mốt, năm mươi mốt. Mấy gì ra số gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra. Ô kìa ai như cô thắm con mắt nhắm mờ sao mới về. Dáng người xinh sao xinh quá trông ngấn ngơ đám trai làng ta mới. Ngày nào tung tăng nhảy thuyền mới, ngày nào tung tăng nhảy lầu. Mà giờ đây cô thắm như con mẹ đi hai chục nguyên. Nguyên 20, nguyên 20. Nguyên 20, nguyên 20 số. Thì đây mấy gì đây vũ đông. Mấy gì đây anh ơi nhà. Thôi nè em. Muốn gì? Muốn nói gì? Không muốn nói gì hả? Xin lỗi đi. Thôi thì nãy giờ em cũng có nói cái gì có lỡ lời thì em cũng xin lỗi. Tao cần một lời xin lỗi. Tiếng con hậu quả về sau mày đừng gánh được. Mày nghĩ mày là ai? Ok em. Liêu liêu. Đó, 2 triệu đi về. Hết giờ đó. Đi thẳng về phải. Anh ơi nhà. Xin số mấy? Nhạc đó, nhạc kêu nhạc lên đi hát. Cái tới con mày đó. Ghét còn hát bài khác. Bài ca cho được chứ má. Tại giờ là có số đó nhiều người ca lắm. Ca lại là rá mày đó. Rồi cần lời xin lỗi nữa đó. Đi, mày đừng có nói gì. Chúng một cái là cho búng được cạnh nạ. Sorry. What are you talking about? Kapoo, yeah, kapoo, yeah, kapoo. Atu kapalaka, bagabla, nakto, yakla.
Oh my god, oh my god, I'm sorry, I'm sorry. What's up? Nói nhẹ gì vậy? Anh anh chị ơi, chả bắt kinh nì, à là kinh nì, để có tí kinh nì kinh nì. À là chả, tôi thân mưu được kinh nì xem nè, hoàn trả lại tới đó. Mùa này Sài Gòn mưa quá ha. Kéo bạc anh ơi, mưa quá. Rồi để nó hát này mình quậy tôi quá hầm. Rai cán, vô. Tao thích hát đi ta. Mẹ, quả kìa. Con gò bé bé nó đậu cây tre. Chi vậy má? Đi không hỏi mẹ mày đâu rồi? Biết đi đường nào? 41 41 Trời ơi, 41 cái đó, 41 41 cái số kỳ đa, số kỳ đa, số kỳ đa, số kỳ đa. Tây Ninh có núi, có biển mà có cỏ bánh đẹp, có rừng mà thiên nhiên. Năm cùng nguyên đâu giờ mới về mấy má chưa có cần, chưa có cần, chưa có cần mấy gì nào, mấy gì hay mấy gì nào chưa biết ơi đi bộ đâu vẫn thấy ai làm tiếng rơi thì chẳng lối đi đẹp về đi bộ đâu vẫn thấy cười mẹ ha, cười điện thoại lên rồi xin tiền mẹ mua guốc nha. Trai mua guốc, mua tóc giả, mua đâm. Bên kia bán 10.000 bộ kìa. Chiều tao mới mua đẹp mày. Mời con dùm em 2 bộ nha. Cái mấy bộ này mặc hoài. Quá. Ghê. Ghê tại. Trời ơi, trai thúi mày. Không má nó bận đồ lại thúi nó gì bà mới mua 10.000 cũng thúi như thường á. Chiều chưa chặt. Vậy tao mới mua gì đồ mới tao mua tao bận luôn mất gì giặt như đồ chị giặt chưa giặt rồi đồ mới mua em mà nó cũng thúi hả đâu có thúi đâu thì đồ mới rồi vô thơm tao đấy giờ tao không biết được nhà số đi nè vô nhà anh ơi mấy gì nha mấy gì nha mấy gì nha đâu nào mình cùng đi hey. Đây về ba trên cho nó hết hay đường về nhà đâu nào mình cùng lại đây la la chơi cho tới sáng tối nhà núi chuồng gà quăng ta cái bông cái gì em mới gần đâu mày tính hoài bông ê quăng cái gì mà nó gươm thấy ghê quá vậy cái bông nó hơi bự cái bông hơi bự hả bông là hình hài của cái từ trụ mà là cái cây trụ cây trụ nghe cái bông chị có cái cây đó không không có nãy chị nhảy nó cũng bông dữ lắm luôn em bữa em mới đo nữa hơn một lần lớn lại anh ơi còn số chín là tấm vé cờ hơn tan đã có quý một vị trong loại đặc biệt với tặng phẩm giá trị là điện thoại Samsung Galaxy A10 với con số 9 là con số may mắn quý vị nha. Và ngay bây giờ để công tâm nhất cho tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại đây, xin mời một khán giả sẽ bước lên đối chiếu lại nhìn cái con số đã kêu vừa rồi ạ. Có ai xung phong mà xin tặng vé của vòng loại tiếp theo. Rồi gái lên đi cưng. Trời ơi dễ sơ. Rồi. Dễ sơ. Rồi số 9 như kêu qua nè. Có cưng cưng ơi. Do số má quay lòng cầu má ơi. Má ơi không phải lên đây rồi hẹn hò tìm bạn. Trời ơi. Rồi em giới thiệu về mình nè. Dạ, em tên Phương Nam, em tự biết vô thế chị. Trời ơi, Phương Nam hả? Mới tìm filler môi hả cưng? Trời ơi, mới mốt mình đi chơi, em để lành lành hả đi không? Trời ơi, tưởng môi người ta đừng đi chợ buổi sáng nghe không? Tưởng người ta chê đồ ăn đó. Rồi, số 9 như kia qua. Có 1 39 Có 2
7 hợp lệ có trên bảng đẹp quý vị nha. Xin chúc mừng cho chủ nhân đầu tiên. Rồi chủ nhân thứ hai và số 9, 39, 45 và 50. Đủ không cưng? 39, 45, 50, sụt sụt có đủ chị ơi. Dạ, 308 hợp lệ, chọn nhỏ lanh đáo để gì đó. Rồi, chúc mừng anh ba mình nha. Vẫn là số 9, 39, 45 và 50, đúng cưng? Đúng rồi chị ơi. 35, 305 hợp lệ, hay quá anh ơi. May mắn đó. Quá. Rồi, chúc mừng anh ba. Trời ơi, ôi ôi, nhỏ này nó lanh quá quý vị ơi. Số 9, 39, 45, 50. Rồi có đủ luôn chị ơi. Dạ 310 hợp lệ rồi, chúc mừng cô bé nha. Rồi, quẹo bé qua kia kìa. Lãnh vé về giùm em cái. Trời ơi. Chương trình tìm bạn trai. Đó. Nói nghe nè. Mới mốt mà mình đi cái dạng này thì mình phải cạo lông chân nha bà nội. Quanh kia đi. Rồi quanh kia lấy vé đi. Ê chị ơi, trời, bà đi gì bà té cái môi bà sưng chứ không phải là bà bơm. Bà té trời sưng trời. Cái túi gì và chúng tôi còn một vòng loại đặc biệt nữa sẽ bắt đầu sổ số trong ít phút nữa, cho nên quý vị anh nắng lại để cuối chương trình quý vị nhé. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu chúc thưởng cho những chủ nhân may mắn. Mỗi chủ nhân nhận giùm em con gấu nhỏ lấy vốn trước ha, sau đó chúng ta cùng quay lòng cầu xem. Bây giờ từng anh màu sẽ bước tới từ quay và từ lấy băng của mình cho may mắn. Anh cứ quay đi anh, ngược lại là ra số. Dạ nhẹ nhẹ. Dạ rồi nhẹ nhàng thôi. Rồi ngược lại. Dạ rồi, ok. Rồi chủ nhân tiếp theo. Rồi ngược lại đó, lấy luôn. Tiếp theo. Kính thưa quý vị, và đây là trò chơi dân gian nên sản phẩm không được quy đổi tiền mặt, cho nên quý vị nếu mà may mắn còn giải và nhận thưởng luôn, giải nhất sẽ là một điện thoại Samsung Galaxy A10, giải nhì là con gấu từ nhà tài trợ Thẩm mỹ viện Đại Hàn quý vị nha. Rồi số đầu tiên 18, 47, số 8 yeah, 35, rồi 18 yeah, chia buồn với anh. 47 đâu hả? Chúc mừng em nhận được cái điện thoại rồi, còn đợi cái gì nữa, ăn mừng đi đó. Chưa đó. Cái túi gì và đây là điện thoại Samsung Galaxy A10. Em ơi, em ra đây cho chị nhờ chút xíu nha. Rồi em từ đâu đến tên gì và vòng loại này em mua bao nhiêu vé? Em mua 6 vé. 6 vé hả? Tên gì từ đâu đến nè? Nguyễn Đức Khang, Bạc Liêu. Bạc Liêu lên đi chơi hay ở đây? Ở đây. Rồi đó, quan trọng khúc đó đó. Rồi cảm ơn em nha. Rồi hẹn Google tiếp cho một đời nhưng mà là tiếp theo. Cảm ơn em.